Hello, xin chào anh chị. Thì về ngày hôm nay mình làm một cái thumbnail đúng không? Hơi hơi gây sốc là đít nó có về giá 10 hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta coi cái xác suất đó nó có thể xảy ra trong cái clip ngày hôm nay. Còn về cái xu hướng mà của đít nó phá đáy thì mình đã cập nhật trong một cái clip khoảng 8 ngày trước rồi. Thì anh chị em nếu mà có coi thì chúng ta cũng ít ra thì chúng ta cũng đã xử lý được một cái phần của danh mục. Còn trong cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là đối với cái cổ phiếu giờ sau cái phiên ngày hôm qua bán với một cái thanh khoản lớn thì hôm nay là đang tiệm cận lại cái mốc 20, tiếp tục là giảm điểm. Tuy nhiên là cái thanh khoản hôm nay là thanh khoản nhỏ hơn ngày hôm qua nha, và đích thì nó cũng đã phá qua cái vùng đáy gần nhất. Thì bây giờ là cái vùng mà đáy mà đích nó đang gọi là tiệm cận trở lại, đó là cái vùng đáy cũ quanh cái vùng giá là khoảng giá 19 đến cái vùng giá khoảng là giá 20. Thì anh chị thì, nếu mà đang cầm cổ phiếu Dicker thì chúng ta phải hết sức là chúng ta quan sát cái vùng này nha anh chị. Còn trong cái trường hợp mà xấu hơn đó, cái này là mình nói suy đuổi nha, còn nó xảy ra hay không thì không biết nha. Ở trong cái trường hợp xấu hơn thì chúng ta thấy ở đây mình có vẻ sẵn, nếu mà nó thủng luôn qua cái nền này á, nó có một áp lực nào đó, hoặc là nó có những cái câu chuyện gọi là bán ảnh hưởng bởi những cổ phiếu khác đó, hoặc là cái nhóm này nó xấu, hoặc là chúng ta có những cái yếu tố thiên nga đen mà nó tạo ra gọi là cổ phiếu nó tiếp tục nó bị bán phá xuống qua cái mức đáy cũ khoảng khoảng quanh giá 19 này nè, thì rất có khả năng là nó sẽ quay lại cái vùng nền của cái giai đoạn mà nó bán bị bán for sale, bán giải chấp cùng với nhóm bất động sản ở ngưỡng quanh giá 11 đó. Thì anh chị em hết sức là lưu ý đó. Thì cái này là mình cũng chia sẻ thẳng, còn cái câu chuyện mà nó có xảy ra không thì chúng ta cũng bắt đầu coi coi là các cái yếu tố nào mà nó có thể là làm cái cổ phiếu đó nó bị giảm về cái vùng giá 11. Thì thứ nhất á, thì chúng ta thấy là giá cổ phiếu thì bây giờ là rõ ràng với nhau là nó nằm trong xu thế giảm rồi. Cái này thì trước nay thì mình vẫn có nói là cổ phiếu đích nằm trong xu thế giảm, thì tất cả các cái chiến lược thì chúng ta chỉ mang tính chất là mua ăn sóng hồ thôi, đánh đấm qua lại. Còn chị em cứ thấy đi coi người này người kia bắt đầu là lôi bất động sản đã phân tích rồi xu hướng kỳ vọng triển vọng chung dài hạn thì đấy đó. Cái lúc này người ta cũng nói triển vọng thì bây giờ nó cũng triển vọng, nó vẫn thế thôi, nhưng mà giá nó cũng đã gọi là giảm đi rất nhiều rồi. Thì nếu mà giá nó về phản quanh dưới đây thì mình nghĩ nó cũng lại lại có những câu chuyện là kỳ vọng triển vọng như vậy thôi. Chỉ cái là tiền thì vẫn chỉ bị mất thôi, nó cũng chả có chơi chơi trên. Thực ra là cái kỳ vọng hoặc là triển vọng hoặc là bất động sản của Đức thì nó vẫn như vậy thôi, nhưng mà chỉ có cái là tại giá giảm thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái danh mục của anh chị đấy. Thì cái biến số mà nó có thể là nó ảnh hưởng đến cái câu chuyện của Đức G phải cái đáy 19 á, thì mình nghĩ là anh chị em phải coi cái diễn biến của những cổ phiếu bất động sản khác nha. Đó thì bây giờ cái cổ phiếu mà mình thấy đang đáng lo nhất đó là cái cổ phiếu Nova đấy. Ngày hôm nay á thì Nova nó đã về cái giá 10.2, là nó cũng đang ngang với cái đáy cũ của cái giai đoạn mà bị bán giải chấp rất quyết liệt đó, và đây gần giống như cái đáy lịch sử của Nova. Thì mình không biết là có cái tổ chức tín dụng hay là các cái bên gọi là kho bãi gì đó, thì người ta có đang cầm cố hay người ta có đang thế chấp Nova hay không, ở cái mức giá nào. Nhưng mà nếu mà nếu chúng ta phải đặt ra kịch bản là nếu mà trong cái trường hợp á mà các cái bên người ta đang gọi là cầm cố Nova ở quanh cái giá 10 này nè đó, thì chỉ cần con Nova nó gãy qua cái giá 10 thôi là có thể là nó sẽ tạo ra một cái áp lực bán tháo y chang giống như vậy, giai đoạn này. Thì vì anh chị nhớ anh chị đã trải qua cái sóng cái đoạn này nè, thì anh chị biết là cái giai đoạn đó thì cái cổ phiếu Nova nó được thế chấp hoặc là nó được cầm cố ở quanh giá 6x gì đó, mình nhớ là quanh khoảng 6x, 65, 68 gì đó. Thì khi mà nó gãy qua nè, đó là bắt đầu là áp lực bán hoặc sell đó, thẳng xuống mà một cái lượng chất sàn rất kinh khủng ngày qua ngày luôn đấy, và nó bán giải chấp ra. Thì cái giai đoạn này mình cũng đang thấy cái câu chuyện đó nó cũng có khả năng nó lặp lại nếu mà trong trường hợp mà Nova nó mất cái giá 10 nha. Đó, trong trường hợp Nova nó mất giá 10 thì có thể là nó sẽ kích kích một cái loạt gọi là bán tháo hoặc là bán giải chấp. Thì nếu mà nó như nó bán tháo bán giải chấp như cái kiểu mà như cái giai đoạn này thì mình cũng không biết là nó về giá mấy đâu anh chị, giá 8 hoặc là giá 5 gì đó cũng không biết. Nhưng mà khi á, mà nó đã gọi là tạo một cái con cổ phiếu mà chúng ta biết là như Nova, thì thứ nhất là cái vấn đề truyền thông rất là nhiều, thứ hai nữa là nhiều người quan tâm, nhà đầu tư nhỏ lẻ đu bám nhiều, thứ ba nữa là đây là một cái cổ phiếu mà thuộc là dạng đầu ngành, dạng là lớn của nhóm bất động sản sau Vinhome đấy, danh tiếng nó lớn.
Nên là khi á, mà nó phá qua cái giá 10 mà kèm thêm một cái thanh khoản lớn hoặc là những cái đà bán short sale thì chắc chắn với anh chị luôn là nó sẽ tạo ra cái tâm lý rất xấu cho các cái cổ phiếu khác đó, cho các cổ phiếu khác. Và hiển nhiên thì một cái cổ phiếu như DXG này đó, nó cũng rất có thể là nó sẽ chạy theo nếu mà trong cái trường hợp mà Novai nó phá nha. Đó, nó là cái mà số 1 anh chị cũng quan tâm, đó là con cổ phiếu Novai biến số đầu tiên. Biến số thứ hai á, mà anh chị cũng quan tâm là tình hình chung của nhóm cổ phiếu bất động sản này luôn nha. Đấy, thì bây giờ chúng ta coi là nếu, tại vì là bây giờ nếu mà trong một cái cổ phiếu mà ở trong một cái nhóm ngành á, mà nó vận động tốt á, thì dòng tiền nó sẽ bơm vô, xong rồi nó đỡ con này rồi nó kéo con kia lên, rồi có con này tạo nền thì nó sẽ tăng lên chút, xong rồi nó tăng lên một lúc rồi nó lại thoái ra để nó đẩy con khác. Nhưng mà trong một cái nhóm ngành á, mà nó xấu hoặc là dòng tiền nó yếu, dòng tiền người ta sợ, xong rồi bắt đầu là có những con cổ phiếu phá đáy, xong rồi dòng tiền bắt đầu là người ta cứ gọi là người ta lo lắng thì dòng tiền nó sẽ không vô. Đấy, thì nó sẽ gọi là nó cứ nhiều khi nó sẽ thay phiên nhau nó gãy. Đó, nên là anh chị phải để ý các cái cổ phiếu ở trong cái nhóm này coi cái tình trạng hiện tại nó đang như thế nào. Đó, thì nếu mà nó xấu hơn, đó, nó xấu mà xấu đều cả nhóm nha, thì nó cũng sẽ là một cái mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm này. Mà khi mà dòng tiền mà nó đã yếu rồi, nó đã gọi là không chấp nhận gọi là đẩy giá cổ phiếu mua cao, thì hiển nhiên là cổ phiếu trong ngắn hạn nó sẽ bị ép thôi. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy Nam Long này, phía dưới Nam Long thì bây giờ nó đang có các cái vùng hỗ trợ tuần, hỗ trợ tháng nha. Đó, thì ít nhất là Nam Long nó vẫn giữ được hỗ trợ tháng này. Đấy, thì mình nghĩ là vẫn ok. Trước mắt là chúng ta vẫn đang thấy ở đây là ok với Nam Long, vẫn giữ được hỗ trợ tháng này. Khang Điền thì vẫn giữ được hỗ trợ tuần, hỗ trợ tháng chưa gãy. Rồi ok nha. Nova thì con này là cái con nãy mình nói rồi. Con này là lưu ý nè, lưu ý phá nền nè. Phát đạt. Đấy. Phát đạt thì nếu mà trường hợp mà nó phá qua cái đáy thấp nhất ở quanh giá 16 này thì có thể là nó lại quay trở lại cái vùng Fox sale cũ này. Đó, nhưng mà hiện tại thì chưa. Đó, hiện tại thì chưa, nên là phát đạt thì chúng ta còn chưa phải gọi quá lo lắng. Chỉ có cái là ở trên khung tháng thì là phát đạt nó chưa có vượt qua cái kháng cự tháng, nên là nó vẫn đang nằm ở dưới cái vùng tích lũy, thì có thể là cái đáy chúng ta cứ tính với nhau trước là cái đáy nó quanh khoảng là quanh cái đáy cũ khoảng là 17 18 ở đây nè. Đó. Cản thì nó vẫn cản tháng ở trên, nó chưa vượt được thì nó cũng chưa có một cái xu thế gì mới đâu. Sell gọi là một cái cổ phiếu mà nhà đầu tư nhỏ lẻ quan tâm nhiều, media nhiều. Đấy. Thì được cái là sell thì giai đoạn này nếu mà nó là đẹp thì nó cũng chưa đẹp, nó vẫn đang nằm dưới cản tuần, nằm dưới cản tháng này. Thì nếu mà trường hợp mà nó gọi là đi theo bước chân của các con kia mà nó phá qua cái đáy gần nhất khoảng giá 11, giá 12 quanh đây thôi. Đó. Là nó cũng là chúng ta cũng phải quan tâm nha, con sale. Đó, là một con nữa nè. Đất xanh cũng là một cái cổ phiếu được nhiều người quan tâm nè. Ngày hôm nay thì nó chưa phá đáy, nhưng mà nếu các cái phiên tới mà nó phá đáy thì anh chị cũng quan tâm đi nha. AGG thì nó phá rồi nè. AGG là con này là tiên phong phá rồi nè. Đạt Phương, HDG, HDC, EGC. Ok, Vinhome thì con này là nó vẫn còn đang cái câu chuyện gọi là mua cổ phiếu quỹ. Đó, thì nhưng mà cái cổ phiếu Vinhome nó tăng thì nó cũng không có tạo ra cái đà tăng cho các cổ phiếu khác, nên là chúng ta gọi là chỉ coi ở đây thôi. Vít. Đấy. Đó, thì đó là cái yếu tố về là cổ phiếu nhóm ngành. Rồi cái yếu tố thứ ba mà nó có thể là nó ảnh hưởng rất là tiêu cực đến cái nhóm cổ phiếu ngành bất động sản là gì? Đó là cái tình hình chung của index. Đó. Thì bây giờ chúng ta nói gì thì nói á. Cứ gọi là anh chị có ngồi vẽ ra là tiềm năng rồi triển vọng rồi vi mô vĩ mô các kiểu, nhưng mà nếu mà index á, mà nó xấu á, thì không có cái gì nó đỡ lại được đâu, mà đặc biệt là những cái cổ phiếu mà nó đang trong cái trạng thái yếu gì, tại vì nó yếu sẵn rồi, dòng tiền nó không chấp nhận nó mua cao để nó đẩy giá cao lên, mà index của chúng ta nó bị giảm mạnh thì chắc chắn là những cái nhóm yếu nó cũng sẽ quay đầu trước luôn. Nên là anh chị cũng phải để ý kịch bản này. Mà bây giờ index của chúng ta thì đang như thế nào? Index của chúng ta thì bây giờ nó đang ở trong một cái vùng gọi là biên tích lũy. Đó, biên tích lũy trên cả ngàn ba, dưới thì có hỗ trợ trên line. Ngày hôm nay thì gọi là line đang rất hay nha, trong phiên thì có những lúc là gãy rồi thì mình thấy là bắt đầu là có cái áp lực bán của cổ phiếu ở trên thị trường, nhưng mà hên quá là cuối phiên rút chân lại. Đó, thì nếu mà trong cái kịch bản mà index của chúng ta mà gãy mất cái vùng mà 1272, 1275 đi xuống đây nè, gãy con này đi xuống đó, thì rất có thể là nó sẽ tạo ra một cái đà bán tháo, và những cái cổ phiếu yếu như là bất động sản như Novaland rồi
như là Digger thì có thể là nó sẽ chịu những cái áp lực bán của thị trường chung, và khi đó có thể là nó sẽ phá đáy. Đấy, thì cái này là cái biến số thứ ba. Cái biến số thứ tư thì nó sẽ tác động, nó không phải là nó tác động một cách trực tiếp đến cổ phiếu bất động sản, có thể nó tác động đến index, xong từ index nó tác động qua đến cổ phiếu, nó là cái câu chuyện về căng thẳng địa chính trị. Thì cái này mình cũng không thể nào biết được anh chị, tại bây giờ anh chị coi những cái vấn đề căng thẳng địa chính trị trong giai đoạn này nó rất là khó lường. Một bên đó thì Trung Đông đó thì chúng ta có là căng thẳng Israel Iran, ở sát nách đây thì chúng ta lại có gọi là căng thẳng giữa Triều Tiên, đúng không? Triều Tiên và Hàn Quốc, rồi Trung Quốc Đài Loan tập trận, thì chúng ta cũng không biết là cái vấn đề đó nó như thế nào, và nếu mà nó căng thẳng gọi là nó được đẩy vượt, gọi là vượt lên, ví dụ như là bây giờ chúng ta ai cũng đang kỳ vọng là gọi là chỉ là những cái cuộc xung đột ngắn hạn, xong rồi sau đó là mọi người sẽ gọi là sẽ ngưng lại đấy, nhưng mà biết đâu nó lại có những biến cố xấu hơn thì sao đấy. Thì khi mà nó có những biến cố nó xấu hơn thì ngay lập tức thôi mình nghĩ là nó sẽ tác động trực tiếp đến cái cổ phiếu ở trên sàn, nó tác động đến cái thị trường chung, mà khi thị trường chung nó bị bán tháo thì cổ phiếu nó cũng sẽ bị bán tháo đó. Thì cái đó là những cái mà mình nghĩ là anh chị nên quan tâm để mà kiểm soát cái rủi ro của cái cổ phiếu DG nha. Còn trong cái bản tích cực á, là thị trường nó quay trở lại, nó vượt 1.300 theo kịch bản này nè, thì thôi thì mình nghĩ là có thể là cái nhóm bất động sản nó sẽ tạo đáy đâu đó quanh đây đó. Thì nếu mà thị trường chúng ta nó tích cực nó vượt 1.300 thì có thể là cái dòng tiền lúc đó nó sẽ được gọi là tạm cầm máu lại, mà khi dòng tiền nó tạm cầm máu mà thị trường chung tích cực thì lúc đó có thể là dòng tiền nó sẽ đẩy qua, đi qua những cái cổ phiếu thấp hơn đó. Thì những cái cổ phiếu mà ví dụ như là bất động sản đi, thì khi thị trường chung nó tích cực thì có thể là cái dòng tiền người ta sẽ ngưng, người ta không còn bán tháo nữa đó, thì lúc đó có thể tạo đáy để tích lũy thì mà tăng lại đấy. Thì mình cũng nói ra các kịch bản để cho anh chị em chúng ta chủ động nha. Ok rồi, bye bye, cảm ơn anh chị em rất nhiều, chúc anh chị em giao dịch thành công với cái nhóm bất động sản, anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, người hỗ trợ tại SSI, thể liên hệ thêm với em Đức theo cái số trên màn hình. Nếu anh chị chưa có tài khoản tại các công ty chứng khoán mà cần người hỗ trợ thì cũng có thể là mở tài khoản ủng hộ cho em Đức, một cái tài khoản để em Đức có thể là đồng hành hỗ trợ anh chị em nha. Ok, bye bye, cảm ơn anh chị ạ.